mình sẽ dẫn các bạn bước nhảy vừa xong các bạn nhé, bước bật gót tại chỗ. Đó, các bạn đứng chân chân trái làm trụ nhé các bạn nhé, lấy chân trái làm trụ này, đó. Và lưng vai nhé, lưng vai thì các bạn đứng thẳng, không không khòm nhé. Chân phải thì các bạn trùng gối và tiếp đất bằng mũi chân như vậy. Nhịp thứ nhất nhé, các bạn trùng gối nhé, trùng gối và bật chân phải các bạn sẽ bật lên trên, tiếp đất bằng gót và gếch mũi lên như vậy. Còn chân trái chúng ta trượt ra sau một chút. Đó, hai chân chúng ta trùng lấy đà và bật này. Một, đó, chân phải, đó, bật gót lên phía trên, gếch mũi lên và chân trái trượt ra sau. Nhịp và này các bạn hạ mũi chân phải xuống nhé, hạ mũi chân phải kéo về và chân trái chúng ta dựng gót lên. Và, đó. Thứ hai, các bạn lại nhún lấy đà và bật chân trái lên, chân trái này chân trùng bật lên trên nhé, tiếp đất bằng gót và chân phải trượt ra sau, đó, hai. Nhịp và các bạn lại hạ mũi xuống này, hạ mũi chân trái và kéo về, chân phải chúng ta lại dựng mùng gót lên, dựng nhá, hạ kéo về này, hạ kéo về và dựng gót chân sau này, và đó. Nhịp này chúng ta lại lặp lại từ đầu nhé, ba, và lại kéo về này, hạ kéo về này, bốn lại, bốn, và lại hạ kéo về này, đó, chúng ta cứ đổi chân nọ sang chân kia thế. 5 và 6 và 7 và 8. Đó, các bạn cứ làm liên tục nhé, đổi chân nọ sang chân kia nhé. Mình đứng cùng hướng để các bạn nhìn cho rõ nhé. Chân trái làm trụ này, chân trái làm trụ đứng thẳng, lưng thẳng, vai thẳng, chân phải đứng dựng mũi lên như vậy. Dựng gót lên, tiếp đất bằng mũi như vậy. Vai thẳng, lưng thẳng các bạn nhé. Nhịp thứ nhất này, các bạn nhún này, nhún lấy đà và chúng ta bật nó, chân phải thì chân trùng thì các bạn đật, bật phía trên, tiếp đất bằng gót, chân trái trượt ra sau. Một, và các bạn hạ mũi chân phải xuống nha, hạ mũi kéo về và dựng gót chân trái lên. Hạ kéo về và dựng lên. Đổi trụ nhá, và đó. Khi này thì chân phải chúng ta làm trụ này, chân trái trùng dựng mũi này, hai này, hai chúng ta đổi chân này, chân trái bật lên trên, chân phải trượt ra sau, hai, và lại hạ mũi chân trái xuống kéo về và chân phải dựng gót lên, ba, chúng ta lại lặp lại này, ba và kéo về nha các bạn, và bốn, bốn lại bật lên trên, đó các bạn làm được chưa? Khá là đơn giản, các bạn cố gắng nha. Và 5 và 6 và 7 và 8 và 9 và 10 và 11 và 12. Đó, rất là đơn giản các bạn nhé. Và 14 và 15 và 16 và 17. Đó, các bạn cố gắng nhé, lưng thẳng, lưng thẳng, vai thẳng. Và khi bật thì hai, khi bật là hai chân cũng thẳng nhé các bạn nhé. Đó, các bạn đứng chân trái làm trụ, chân phải các bạn dựng mũi lên như vậy. Nhịp thứ nhất này, các bạn bật chân trùng phía trước, chân trụ trượt phía sau, nhưng các bạn trượt ngắn thôi nhé, không trượt dài nhé. Đó, một, và hạ mũi kéo về, dựng chân sau lên, hạ mũi kéo về nha. Đó, hạ xuống chúng ta kéo về và chân sau chúng ta chỉ việc dựng gót lên thôi. Và đó, hai, chúng ta đổi bên. Đó, chân trùng bây giờ là chân trái lại bật lên phía trước nhá. Hai, đó, khi bật là hai chân cùng thẳng, các bạn lưu ý điều này nhá, hai chân cùng thẳng nhá. Đó, và kéo về đổi trụ. Các bạn nhớ nhé, chân trượt ra sau trượt ngắn thôi. Ba, trượt ngắn vậy thôi. Đó, các bạn lưu ý nhé, hai chân thẳng nhé. Và 4, hạ xuống kéo về dựng gót lên. Và 5, hạ chân trước kéo về dựng gót chân sau. Và 6, và 7 và 8 và
9 và 10 và 11 và 12 và 13 và 14 và 15 và 16 và 17 và 18 và 19 và 20. Đó, các bạn cứ tập từ chậm đến nhanh nhé. Khi mà các bạn tập chậm thành thạo thì các bạn tăng tốc độ nhanh dần lên nhé. Nhanh dần và khi ghép nhạc nó sẽ rất nhanh và rất đẹp các bạn nhé. Đó, các bạn đứng một chân làm chủ nhá, một chân làm chủ và một chân chống mũi chân lên như vậy. Một, một là chân chống sẽ bật lên đằng trước và chân chủ trượt về phía sau. Và chúng ta hạ mũi xuống nha, hạ mũi và kéo về chân sau, chúng ta chỉ việc dựng gót lên như vậy thôi. Đó, các bạn nhớ nhá, bật tại chỗ là chân sau chúng ta trượt ngắn thôi nhá, đổi bên nhá. Bây giờ chân trùng lại sang bên kia, lại bật lên đằng trước. Đó, hạ kéo về, dựng gót chân sau lên. Đó, rất là đơn giản, các bạn cứ làm chậm nhé. Bước đầu các bạn chưa làm được nhanh, các bạn cứ làm chậm. Khi thành thạo các bạn sẽ tăng tốc độ dần lên. 6 và 7 và 8 và 9 và 10 và 11 và 12 và 13 và 14 và 15 và... Đó, cứ như vậy là sau các bạn tăng tốc độ dần, nhanh dần nhé. Đó, chúc các bạn luyện tập thành công. Các bạn nhớ ủng hộ mình nhé. Like cho mình xin lượt like, lượt đăng ký. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều.